đây là phần thử thách khó. Mình sẽ cố gắng giữ những gì thật nhất và tự nhiên nhất. Chưa có chương trình nào mà nó bung như cái này luôn. Quá tuyệt vời. Rất hồi hộp. Dễ thương, tự tin, sáng tạo hơn. Điều kinh khủng luôn. Xin chào những người dẫn chương trình tương lai của Dan TV. Nhìn gương mặt của các bạn thì tôi thấy được rằng là các bạn đang có vẻ rất là vui và rất là nhiều năng lượng. Hy vọng là điều đó nó cũng được thể hiện trong phần thi của các bạn đã trải qua. Và bây giờ lần lượt từng thành viên chúng ta sẽ cùng lên xem lại thành quả của mình. Ơ, cái hả? Chào chị Trúc. Các bạn có thấy tôi khác biệt không? Tất nhiên rồi, tất nhiên là khác biệt rồi. Trời đất ơi, nghĩ sao trời về giữa trưa nắng chang chang mà mặc bộ đồ này. Nhưng mà thật ra, tôi nói cho các bạn nghe, tôi có một bí mật. Các bạn thấy đấy, tôi đang mặc bộ đồ này, nhưng nó không phải là con người thật của tôi. Sau lớp áo này, đây mới chính là tôi. Tôi cá tính và tôi đang rất sẵn sàng thể hiện. Còn bạn, bạn đã sẵn sàng cùng với tôi chưa nào? Nếu sẵn sàng rồi thì hãy nhảy với tôi nào. Thấy chưa, chúng ta có thể làm được rất rất nhiều việc. Chúng ta có thể chụp hình, chúng ta có thể nhảy, chúng ta có thể hát rất rất nhiều. Nhưng quan trọng là bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng cùng với Tuyền chưa? Tôi là Tuyền Tăng, tôi đẹp, tôi cá tính và tôi là Young Generation. Yeah! Tôi không thích cái phần thể hiện này. Cái phần vừa rồi nó không có duyên. Tôi nghĩ là cái sản phẩm sau thử thách có thể nó không đột phá nhưng nó không tệ nhất mà nó vẫn ở mức xem được và chấp nhận được. Ê, hỏi thật nha, các bạn có thấy mình lạ không? Trời bão như thế này, gió rất các thứ mà mình mặc như thế này, tại sao không phải là áo mưa mặc áo khoác mà là áo này? Nói chung ấy, và đây là hình ảnh cũ của mình. Mình đã cố che giấu bản thân mình, nhưng bây giờ mình không phải che giấu nữa. Tại vì mình đã thay đổi phong cách của mình. Thế còn bạn thì sao? Bạn sẵn sàng thay đổi không? Và bạn sẽ làm gì để thay đổi? Ví dụ như nhảy chẳng hạn. Tôi là Nico. Tôi là Young Generation. Và tôi sẵn sàng bùng nổ cùng Yan. Thế còn các bạn thì sao? Có sẵn sàng bùng nổ cùng Yan không? Bạn có một cái rất là sáng tạo. Bạn dùng tay mình mà bạn dịnh cái máy quay lại á, làm cho ta có cảm giác như là bạn đang nói chuyện với một người bạn của mình. Tôi hoàn toàn không thích cái sự co vào của bạn về mặt giọng nói. Tôi thấy bạn làm rất là tốt. Nhưng mà cứ như thế này, nói như thế này. Thật ra là với một người dẫn chương trình mà em cứ nói như thế này thì một mình em nghe thôi, không ai nghe được hết. Ngân sẽ thay đổi cá tính của mình. Ngân sẽ sống thật với cá tính của bản thân. Thì bạn có muốn điều đó hay không? Bạn làm gì để được sống thật với cá tính của chính mình? Bạn có thể là nhảy. Mình thực sự là cảm thấy rất là phấn khích vì mình đã có thể thể hiện hết được 80% những gì mà mình chuẩn bị. Nói chung là yêu đó mà đâu có phải là yêu không. Tôi là Lâm Túc Ngân. Tôi cá tính. Tôi là Young Generation. Sẵn sàng bùng nổ. Anh Tùng gì thì mình biết cảm giác của em khi mà là xem phần dự thi của Túc Ngân xong rồi em thấy có thấy như thế nào không? Em thấy bản thân mình yếu đuối quá. Đến một lúc mình sẽ chinh phục khán giả bằng cái duyên của mình. Một cái người có duyên là có tất cả. Hãy cố gắng thoải mái và thể hiện được những cái gì mình suy nghĩ. Đừng nghĩ quá nhiều. Đó là cái điều mình học được ngày hôm nay. Các bạn thấy tôi có khó hiểu không ạ? Giữa trưa nắng như thế này mà tôi phải mặc một cái áo khoác quá là dày như thế này. Và đó cũng chỉ là một tôi muốn che giấu bản thân mình thôi.
À, và đó cũng chỉ là hình ảnh của tôi trước kia thôi. Phải nói là thất vọng về cái phần thi vừa rồi. Chỉ một sai sót nhỏ thôi mà làm cho cảm thấy là không tốt cho cả phần dự thi của mình. Và bạn, cho dù bạn là ai, bạn ở đâu thì không quan trọng, miễn sao bạn dám tự tin thể hiện cá tính của chính mình. Và tôi là Trịnh Hinh Khương, tôi hiền lành, dễ thương nhưng cũng không kém phần nổi loạn. Và tôi chính là Gen Generation và tôi sẵn sàng bùng nổ. Trai thấy được rõ luôn trong mắt của bạn là sự sợ sệt. Trai không biết bạn sợ cái gì. Chỉ có cảm giác là nghề này chưa chắc đã hợp với em. Nguyễn Trà My. Lạ lắm đó. Đúng rồi, không lạ sao được khi mà giữa trời nắng như vậy, mình lại mặc một cái áo choàng rất là dày và mình đang xuất hiện ở hồ bơi. Nhưng mà thực ra mình đang giấu cá tính của mình và đó chỉ là tôi của ngày hôm qua thôi. Còn tôi của ngày hôm nay thì sao? Tôi của ngày hôm nay đã trở nên tự tin và tôi sẵn sàng thể hiện cá tính của mình. Bạn có như vậy không? Và bạn có muốn sẵn sàng thể hiện cá tính của mình không? Bạn sẽ làm gì? Bạn có làm giống tôi không? Em luôn mang ba tình yêu, ba niềm vui, ba lời ca khúc hát cho cuộc sống, cho ngày mới xa quanh em muôn màu. Không ngại ngùng, không thẹn thùng, không sầu lo. Đó mới chính là em. Bao nhiêu mộng mơ của tuổi thơ ở những ôi. Tôi là tôi và bạn là bạn. Tôi là Trà My. Tôi là một cô gái trẻ trung, năng động, cá tính. Và đặc biệt là tôi rất là yêu thời trang. Và tôi là Young Generation. Tôi sẵn sàng thể hiện. Yeah! 1, 2, 3. Hết rồi đó. Dài lê thê trong mỗi tình huống. Lời nói của bạn nổi loạn đó. Nhưng mà là từ cử chỉ cho tới khuôn mặt của bạn không hề nổi loạn tí nào cả. Chị nghĩ cái vấn đề lớn nhất của em là cái thần thái của mình. Cái này là cái rất là khó. Ví dụ như này này, tươi lên. Lúc nào cũng giữ cái trạng thái tươi đó. Còn những ai mà may mắn á, cái khóe miệng nó sẽ hơi lên như này này. Thì lúc nào trông mình cũng tươi sẵn. Nhưng mà sẽ có những cái người mà mọi cái nét sẽ bị buồn xuống. Tại vì nãy giờ trong đầu cái suy nghĩ ra một cái điều rất là điên khùng. Đó là sau khi mà mình tham gia cuộc thi này về, mình sẽ đi phẫu thuật môi cười. Bạn thấy tôi khó hiểu lắm đúng không? Trời đang nóng như vậy, tự nhiên cái mặt ấu lông. Thật ra tôi đang che giấu bản thân mình đó. Nhưng mà đây chỉ là hình ảnh trước kia của mình thôi. Bây giờ thì tôi đã khác rồi. Tôi muốn thể hiện cá tính của bản thân mình. Bây giờ tôi sống thật cái cá tính của mình nè. Mình tự tin hơn. Còn các bạn thì sao? Các bạn sẽ làm gì? Bạn có muốn giống tôi thể hiện cá tính như tôi không? Ok. Happy birthday to you. Và giờ người ra đi cho con tim không nghĩ suy. Yeah yeah yeah, em đang nơi nào? Thử chào khác. Hát xin. Bóng xịn nóng quá thì mình đi bơi. Dạ. Ôi trời ơi con vậy. Cái vàng bơi trong bờ nước hoi lên lòi xuống. Cái vàng múa tung ta. Múa rùa đó ba. Tất cả điều đó sẽ không là gì cả nếu bạn không là chính mình. Tôi là Hoàng An. Tôi là Situt. Tôi năng động. Tôi tự tin. Tôi là Mi Xoa. Nhớ cái bản mặt mình nha, chú bảo đó. Tôi là Sơn Trà. Tôi năng động. Tôi là Young Generation. Tôi sẵn sàng bùng nổ. Yeah. Tôi sẵn sàng bùng nổ. Yeah. Có thể nói đây là một phần dự thi mà theo trai thấy nó rất an toàn. Em đang dần vào trong cái top thí sinh mà chị yêu thích. Cái cách thể hiện cái thông điệp của kịch bản thì nó hoàn toàn sai. Tức là bạn phải thể hiện cá tính của mình. Thiện thành là cái gì tôi cũng thể hiện không được. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng là Huy Hoàng. Đã là học sinh giỏi nhất lớp rồi ạ.
thì là tự dưng anh ta điểm 10 thấy anh ta rất là bình thường. Nhưng mà nếu anh ta chỉ 9 điểm rưỡi thôi là thấy anh ta hôm đấy tệ hơn. Trà là người thấy rất là rõ em tiến bộ từng chút từng chút từng chút. Và anh tin rằng là nếu như em vẫn còn tiếp tục được đi tiếp với chương trình thì em sẽ còn phát triển rất là tốt. Mặc dù là không quá xuất sắc nhưng mà mình đã cảm thấy là mình rất hài lòng với phần thi của mình. Bây giờ thì chúng tôi cần phải có thời gian để bàn bạc và xem thử xem ngày hôm nay ai sẽ là người dừng cuộc chơi. Mình tự tin là 80% trong phần thi này. Nói chung là không được hoàn thành như những gì mình nghĩ, chỉ được 20-30%. Anh thấy là lần này các bạn làm khá tốt. Chính vì cái sự đồng đều đó cho nên là mình rất là dễ dàng nhìn thấy được ai. Cái nét mặt của Hoàng nó không còn tươi vui giống như lúc Hoàng đang giỡn nữa, lúc Hoàng đang bình thường mọi người nữa. Nên thành ra là mình thấy được Hoàng đang rất là lo lắng. Rơi vào top 3 nguy hiểm sẽ là bạn Hoàng An và bạn Khương, Túc Ngân, Trà My, Bảo nữa. Nói thật là chưa bao giờ Bảo tự tin như cái ngày hôm nay. Bảo không nói là Bảo làm tốt nhất, tốt hơn tất cả các bạn. Nhưng mà Bảo cảm thấy đó là một phần thi tốt của riêng mình. Xin chào những người dẫn chương trình tương lai của Gian TV. Các bạn thân mến, chúng ta đang tham gia chương trình truyền hình thực tế Gương Mặt Kế Tiếp, tìm kiếm hai người dẫn chương trình mới cho Gian TV. Và hai nhân vật mà chúng tôi đang tìm kiếm sẽ có những phần thưởng rất thú vị. Đó chính là một hợp đồng 1 năm là người dẫn chương trình trên Gian TV, một thẻ Premium Membership đến từ Trung tâm Thể dục Thể hình và Yoga California, một học bổng khóa đào tạo tinh hoa tại Trung tâm Đào tạo Tài năng John Robert Powers Việt Nam. Ngoài ra, hai bạn chiến thắng còn được chuyên trang phỏng vấn cùng bộ hình thời trang tinh tạp chí Fame, tạp chí dành riêng cho người thành thị năng động và thanh lịch, cùng với 1 năm sử dụng thương hiệu thời trang cao cấp Kenzo. Và chúng ta cũng không quên gửi lời cảm ơn đến với Capital Land Vista, chủ đầu tư dự án The Vista An Phú quận 2 đã cùng đồng hành với chương trình. Và ngày hôm nay, các bạn đã trải qua những thử thách để tìm kiếm ở chính mình khả năng diễn xuất và ứng biến với kịch bản có sẵn. Chúng tôi đã có bàn bạc và đưa ra quyết định những bạn nào được đi tiếp và những ai sẽ phải dừng lại. Xin mời Mi Soa, Hoàng An, Trà My, Tuyền Tăng, Thanh Khương. Thanh Khương có thể bước sang bên này. Những bạn tôi vừa đọc tên có số điểm không cao trong ngày hôm nay. Điều đó có nghĩa là những bạn ở đằng sau là top thí sinh an toàn của chương trình. Xin chúc mừng các bạn và xin mời các bạn sang đây. Mi Soa, bạn là một người dẫn chương trình giỏi nhưng chưa có sự bứt phá. Hoàng An, hôm nay bạn được khen rất nhiều và vào lúc này tôi muốn nói với bạn là bạn cùng với Mi Soa sẽ là hai người an toàn tiếp theo. Khi bước vào cuộc thi này mình đã xác định kinh nghiệm là một bất lợi rất lớn. Có ba nguy hiểm hôm nay khiến mình thực sự rất là bất ngờ. Cảm thấy buồn và nói chung là có một xíu gì đó hơi thất vọng. Chúng ta chỉ có một cái thời gian rất là ngắn để tỏa sáng, mà chúng ta không tỏa sáng được thì chúng ta đành phải dừng lại. Nếu mà các bạn không cố gắng và không tìm được điểm riêng cho mình, không tìm được thế mạnh cho mình, cuộc chơi này sẽ dừng lại đối với các bạn. Anh xin phép đại diện ban giám khảo công bố người sẽ dừng lại. Hãy chia tay. Thanh Khương. Mình cũng tệ y chang như Khương vậy, mà tại sao là người đi về không phải là My và Khương mà lại chỉ là một mình Khương? My có cảm giác giống như là My được ở lại đây chỉ là do may mắn chứ không phải là do cái khả năng của mình. Cảm giác đó là phù phẩm.
Sao thật là chịu không nổi cảm giác này nữa. Nói về cảm nhận của Tuyền và Thanh Khương thì hòa đồng, dễ chịu và mờ. Lúc mà mọi người ôm mình và chia tay thì cảm thấy ấm áp lắm. Và đúng là thật sự mới nhận xét được là sau cuộc thi này mình được nhiều mất. Dẫn chương trình Gen Around. Không hiểu nhau thì phải nói cho rõ vấn đề. Tại sao chị phải biết điều đó?